Sau khi kết thúc chương trình khảo sát du lịch Hưng Yên thành công trở về Hà Nội, tại nhà khách chính phủ, các thành viên đoàn khảo sát tham dự chương trình hội nghị xúc tiến du lịch điểm đến Hưng Yên. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hưng Yên đã trình bày về những nỗ lực của địa phương trong việc tạo ra môi trường thuận lợi cho các dự án đầu tư du lịch, cùng những chính sách hỗ trợ dành cho các doanh nghiệp muốn tham gia phát triển du lịch tại địa phương. Tại hội nghị, đại diện các công ty lữ hành đã đưa ra những đánh giá về tiềm năng, những điểm còn hạn chế của du lịch của Hưng Yên. Các ý kiến nhấn mạnh việc khai thác giá trị văn hóa lịch sử độc đáo của địa phương, cùng việc tận dụng nguồn tài nguyên đặc sản riêng có tại Hưng Yên để phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch nông nghiệp nông thôn. Sở Văn hóa Thể thao Du lịch hôm nay tổ chức đoàn farm cũng như là tổ chức cái hội nghị xúc tiến quảng bá để giới thiệu các cái điểm du lịch của Hưng Yên đến với các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân cũng như các cơ quan truyền thông, để nhằm mục đích là thông qua các cái hoạt động này cũng để giới thiệu cái tiềm năng điểm đến và các cái thế mạnh các cái sản phẩm du lịch trên địa bàn của huyện Khoái Châu, cũng là một trong những huyện có mật độ di tích, có rất nhiều các cái tiềm năng để xây dựng các cái sản phẩm du lịch đặc thù trong cái thời gian tới. Để cho cái thứ hai là cũng thông qua cái hội nghị khảo sát cũng như là cái hội nghị thì Hưng Yên mong muốn được lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, của các cơ quan truyền thông, của các đại biểu, các nhà khoa học đóng góp cho Hưng Yên, định hướng cho Hưng Yên để làm sao trong cái thời gian tới để Hưng Yên có cái cách nhìn đầy đủ để từng bước phát triển các cái sản phẩm du lịch mà thực sự là tiềm năng và cũng như là lợi thế, cũng như là đặc trưng của Hưng Yên trong cái thời gian tới. Thì tôi mong muốn rằng là cái sự liên kết của các tỉnh lân cận với cả Hưng Yên và cũng như các cái địa bàn thủ đô Hà Nội nói nghĩa là trung tâm thì sẽ tạo ra một vùng kết nối và liên kết vùng để tạo ra một cái hành trình là làm sao để tăng cái trải nghiệm, tăng cái những cái lưu trú cho du khách, để mong muốn rằng là đưa đến du khách những cái trải nghiệm tốt nhất và sâu sắc nhất đến với cả về thứ nhất về ý nghĩa về tâm linh cũng như là các cái sản phẩm ô cốp như là gà Đông Cảo cũng như là cái vườn nhãn của Hưng Yên, đặc biệt là kết nối nữa với cả các cái tùng vòng đồng bằng sông Hồng trong cái thời gian tới. Qua chương khảo sát tôi đánh giá Hưng Yên có những cái nhất là một là về tiềm năng thì Hưng Yên có điểm mạnh đó là một trong những tỉnh mà có gần với cả thành phố Hà Nội và có nền văn hóa lịch sử, những cái kiến trúc lịch sử đền chùa, thì tôi nghĩ rằng Hưng Yên có những cái tiềm năng rất là lớn để phục vụ cho du khách của Hà Nội nói riêng và các du khách khi đến Hà Nội có thể tham gia những cái tour du lịch sinh thái miệt vườn kết hợp với thưởng thức những đặc sản của địa phương và tham quan những di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh cấp quốc gia đặc biệt. Hội nghị cũng tập trung thảo luận về các giải pháp xúc tiến du lịch, bao gồm việc xây dựng các gói tour hấp dẫn, tạo ra những trải nghiệm mới lạ cho du khách và tận dụng công nghệ để quảng bá điểm đến một cách hiệu quả. Các chuyên gia có mặt tại hội nghị đã thể hiện sự quan tâm đối với tiềm năng du lịch của Hưng Yên và đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu để giúp địa phương phát triển một cách bền vững và thông minh trong lĩnh vực du lịch. Tại hội nghị, các doanh nghiệp lữ hành và ngành du lịch địa phương đã thể hiện sự quyết tâm hợp tác chặt chẽ hơn để đẩy mạnh du lịch Hưng Yên. Các kế hoạch cụ thể về nâng cao chất lượng dịch vụ và thúc đẩy quảng bá đã được đề ra, hứa hẹn phát triển du lịch mạnh mẽ hơn ở Hưng Yên.